Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Đâu là nhân vật thông minh tài giỏi nhất trong 8 tử lừng danh Conan? Từ lâu vẫn luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Mỗi người lại có một bảng xếp hạng cho riêng mình. Tất nhiên chủ đề này thì không có đúng sai, mọi thứ chỉ mang tính chất tương đối. Nhưng tớ muốn chúng ta, những người yêu thích Conan, cùng nhau thảo luận và tìm ra điểm chung giữa các ý kiến. Thế nên hôm nay, Ten xin được chia sẻ bảng xếp hạng của mình về các nhân vật thông minh nhất Conan. Lần này tớ sẽ trình bày theo từng hạng và thăng dần cấp độ, nên nhớ xem đến cuối để biết ai thông minh nhất nhé. Bắt đầu thôi. Trước tiên tớ xin được giải thích cách đánh giá của mình dựa trên các tiêu chí sau. Thứ nhất là mức độ phức tạp, khó khăn của các vụ án hoặc tình huống mà các nhân vật đã giải quyết hoặc đối mặt. Thứ hai là tính nhất quán và chính xác trong suy luận, các hành động của nhân vật. Thứ ba là sự độc đáo và sáng tạo trong phương pháp phá án hay chiến lược của nhân vật. Cuối cùng là tiêu chí phụ, sự ảnh hưởng và tác động của nhân vật đến cốt truyện hoặc các nhân vật khác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hạng thấp nhất, hạng E. Đúng như vị trí của nó, hạng E hội tụ những nhân vật có khả năng suy luận đội sổ, bỏ qua yếu tố tuổi tác. Chúng ta có đại diện cho hạng này là đội thám tử nhí, bao gồm Kenta Kojima, Mitsuhiko Tsuburaya, Ayumi Yoshida. À, các bạn đừng hiểu lầm, xếp hạng vậy không có nghĩa là chê tụi nhỏ kém thông minh, vì mỗi nhân vật lại có biệt tài riêng, nhiều lúc vẫn hỗ trợ rất tốt cho Conan. Tuy nhiên đội thám tử nhí hay nhiều nhân vật tương tự khác, xét cho cùng vẫn là nhóm có khả năng suy luận và độ nhạy bén thấp nhất phim, nên đành cho vào hạng này làm đại diện. Nếu lang thang các diễn đàn và tham khảo bảng xếp hạng do fan Conan lập nên, đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp một số sự sắp xếp khá thú vị cho bậc E, nhưng cũng có những tranh cãi, chẳng hạn như thanh tra Shiratori, ông Mori phiên bản say rượu, cặp đôi nữ cảnh sát Yumi, Naeko nhiều chuyện. Ai cũng có những lý do khá thuyết phục dựa trên phần thể hiện của các nhân vật này trên phim, nhưng để đại diện tốt nhất cho hạng E, đội thám tử nhí là phù hợp nhất rồi. Hạng D là các nhân vật có khả năng tư duy cũng tựa hạng E, nhưng nhỉnh hơn ở chỗ, đôi khi họ có những khoảnh khắc xuất thần. Ở đây tớ chọn những cái tên đại diện bao gồm Ranmori, Sonoko Suzuki, Kazuha Toyama, Aoko Nakamori và Makoto Kiyokoku. Điểm chung của những nhân vật thuộc hạng D là họ luôn có biệt tài rõ ràng, giúp bù đắp thua thiệt về khả năng suy luận trong bộ phim trinh thám. Như Ran và Makoto là siêu võ thuật, Kazuha và Aoko rất giỏi một số kiến thức mà nữ giới quan tâm, còn Sonoko thì có siêu năng lực giàu. Ngoài những nhân vật tớ lấy làm đại diện, chúng ta còn nhiều cái tên khác có thể cho vào hạng này. Hầu hết là những học sinh cấp 3 hoặc những nhân vật lớn hơn một chút làm các nghề như giáo viên, nghệ nhân. Cũng hợp lý vì ở độ tuổi này, họ ưa thích phát triển các tài năng dạng hành động và hiểu biết nhiều hơn là chăm chăm nghiên cứu liên quan đến hình sự các kiểu. Hạng E và D vừa rồi là để lấy đà thôi, giờ mới vào phần chính đây. Hạng C bao gồm những nhân vật có vừa đủ khả năng tư duy để xử lý các tình huống có tính chất nghiêm trọng và cấp bách trên quy mô vừa và nhỏ. Ví dụ như trường hợp thủ phạm và đường cùng quay ra uy hiếp bằng con tin hay bắt quả tang hung thủ đang chạy trốn. Còn ở quy mô lớn hơn hoặc các vụ án phức tạp hơn, các nhân vật này thường không có khả năng xử lý chính xác hoặc cần rất nhiều thời gian để đưa ra chiến lược. Ở đây tôi có một vài cái tên đại diện như Masumi Sera, Hiroshi Agasa, Jodie Starling, James Black, Andrew Kamel, Kogoro Mori, Rumi Wakasa, Wataru Takagi, Miwako Sato, Ninjaburo Shiratori. Một sự góp mặt đặc biệt trong hạng này là bác tiến sĩ Agasa. Tớ thêm vào vì sự thông minh đỉnh cao, giúp chế tạo ra những thiết bị không khác nào bảo bối thần kỳ, với một phần cũng vì nhân vật này đang là diện tình nghi số 1 cho vị trí ông trùm tổ chức áo đen. Các bạn có tìm được điểm chung gì trong những cái tên này không? Ai đang nghĩ đến cảnh sát FBI các kiểu thì đúng rồi đấy. Những cái tên góp mặt trong hạng C đa phần là những sĩ quan cảnh sát hoặc thành viên tổ chức an ninh lớn như FBI, CIA, cục bảo an như kiểu cấp dưới thôi. Nhiệm vụ của những người này thường sẽ là theo dõi, điều tra thu thập thông tin hoặc tham gia bắt tội phạm vì họ là những người chuyên nghiệp trong các nghiệp vụ đó, chứ chưa thật sự phù hợp trong các việc suy luận. Ở đây tôi có nhắc đến Masumi Sera, em gái của Shuichi Akai. Nhân vật này luôn tỏ ra rất thông minh, đôi lần còn thể hiện khả năng suy luận đáng nể. Tuy nhiên cô nàng cá tính lại thiên về phần hành động nhiều hơn, với những pha tung cước hay lái mô tô tốc độ cao, chờ Conan bắt tội phạm. Còn về mảng suy luận, phần thể hiện của Sera vẫn chỉ ở mức tiềm năng. Một nhân vật đặc biệt khác mà tớ có nhắc đến, đó là ông bác Mori. Ông Mori từ đầu là một sĩ quan cảnh sát, sau sự cố nổ súng trúng vợ, ông Mori mới chuyển nghề sang làm thám tử tư. Nên dù có tấu hài đến mấy đi chăng nữa, ông Mori vẫn được xếp ở hạng C, ngang với các sĩ quan khác. Tuy nhiên điểm đặc biệt ở đây là tớ sẽ xếp ông Mori tận hai hạng khác nhau, vì với tớ nhân vật này cứ đa nhân cách ấy. Cùng tiếp tục với hạng tiếp theo để biết vị trí còn lại của thám tử ngủ gật nhé. Hạng B có đại diện là Vermouth, Mari Sera, Ai Haibara, Kaito Kuroba, Eri Kisaki và Kogoro Mori phiên bản Prime. Mặc dù nghe hạng B nhưng cũng là thứ dữ rồi đấy. Những nhân vật được xếp vào hạng này là những chìa khóa then chốt của các tổ chức như Vermouth hay Sherry của tổ chức áo đen, Mari Sera và Hiyue Kuroda của các tổ chức an ninh. Đối với họ, một số vụ án hay câu đố được nhiều người nhận định phức tạp lại chỉ là trò trẻ con giải trong phút mốt. Tuy nhiên họ chỉ dừng lại ở hạng B bởi lại chưa kết hợp được hai yếu tố hiểu biết và tư duy. Người biết nhiều thì chưa vận dụng được, mà người tư duy tốt lại chưa đủ hiểu biết. Đấy là tớ đang xét trong điều kiện khách quan so sánh với các bậc cao hơn của hạng này nhé. Chẳng hạn như ông bác Mori khi bật chế độ nghiêm túc, hiểu biết cũng khá, suy luận cũng rất logic, nhưng luôn gặp phải vướng mắc khiến bản thân rơi vào tình trạng bí đường. Những lúc như thế,
Conan chỉ cần gợi ý một tí, ông Mazo kẽm lập tức hiểu ra ngay vấn đề, trong khi những người khác vẫn chưa nghĩ ra. Điều đó cho thấy ông Mori trong chế độ nghiêm túc cũng ra gì đấy, không phải dạng vừa đâu. Một ví dụ đặc biệt khác là luật sư Eri, vợ ông Mori. Rất nhiều lần bà tự tay phá án ngầu đét, kết hợp được cả hai yếu tố hiểu biết và tư duy, lại còn thêm khả năng quan sát đỉnh cao của một luật sư lành nghề. Nhưng sao bà Eri chỉ ở hạng B nhỉ? Cũng giống như ông Mori, bà Eri luôn cần có gợi ý từ Conan. Họ chút may mắn khi ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu, giúp xử lý những khúc mắc then chốt của các vụ án. Và đặc biệt, bà Eri rất hay nghi ngờ và phỏng đoán, một thói quen không tốt cho bất cứ ai muốn giải mã những vụ án, vì những suy nghĩ đó sẽ làm ảnh hưởng đến suy luận, dẫn dắt bản thân đi chệch hướng theo những nghi ngờ cá nhân. Một cái tên đại diện nổi trội khác là Kaito Kid, IQ 400, ao chỉnh cả bảng xếp hạng thì không cần bàn cãi rồi. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng đấy là thông minh ở Magic Kaito, còn tớ đang xét dựa trên phần thể hiện trong Conan. So với những cái tên trong hạng A mà tí nữa các bạn sẽ biết, Kaito Kid không ít lần thua cuộc vì bị nắm đuôi trong các trò ảo thuật của mình. Cũng may nhờ tài ảo thuật và mấy món bảo bối do tiến sĩ Agasa chế tạo, anh chàng lãng tử mới có thể thoát thân, không thì lại toang. Có thể thấy những bí mật Kid phát hiện ra, cũng như những thủ thuật và kế hoạch tinh vi cậu dựng lên trong các vụ trộm của mình, đều là kết quả của sự nghiên cứu trong thời gian dài, đôi khi là vài ngày, vài tuần, nhưng cũng có khi chuẩn bị trước vài tháng. Trong khi đó các nhân vật ở hạng cao hơn, mỗi khi đụng độ Kid thì chỉ trong thời gian ngắn là hiểu được hết mánh khóe, rồi còn cầm đèn chạy chiếc ô tô, khiến Kid không kịp trở tay. Chúng ta đã đến hạng tiệm cận với Top Server, nơi quy tụ những bộ óc đỉnh cao, chiếm sóng nhiều nhất phim, bao gồm những cái tên Shinichi Kudo, Conan Edogawa, Heiji Hattori, Hakuba Suguru, Shuichi Akai, Rei Furuya, Shuichi Haneda và Jin. Haneda được nhắc đến ở đây vì biệt tài siêu trí nhớ, một chiến lược gia đại tài thể hiện qua danh hiệu thiên tài Shogi. Dù ít được thể hiện trong phim, nhưng tớ thích anh này quá nên cho vào luôn. Một nhân vật đặc biệt khác là Jin, độ khét tiếng của hắn chắc ai cũng biết. Jin có lẽ là nhân vật khiến tớ đắn đo nhất khi xếp hạng, vì từ trước đến nay, Jin chỉ được nhận diện về độ tàn ác, cùng tính cách quyết đoán thẳng thắn đến đáng sợ, chứ chưa từng được đem lên bàn cân về độ thông minh một cách nghiêm túc. Theo tìm hiểu thì IQ của Jin là 165, quá hở ở hạng A rồi, chỉ kém các thám tử trung học của chúng ta một chút thôi. Agai và Furuya thì quá rõ, đây đều là những thành viên top đầu trong tổ chức an ninh. Nếu họ là ninja trong Naruto, họ sẽ luôn được giao nhiệm vụ cấp A hoặc cấp S, bởi ngoài chuyên môn nghiệp vụ hay tài năng cá nhân, cả hai đều có khả năng suy luận ở mức khủng khiếp. Thậm chí đến nay, khả năng tư duy của Agai được nhận định là chưa thể hiện hết 100%, vẫn còn giấu nghề lắm. Biết đâu Conan chỉ đúng nghĩa với trẻ con như Agai thì sao? Những nhân vật còn lại chính là các thám tử trung học từ các miền của Nhật Bản. Shinichi thì quá quen rồi, chiếm sóng nhiều nhất vì là nhân vật chính mà. Heiji thì được coi là đối thủ truyền kiếp của Shinichi. Phía đông của Shinichi thì phía tây của Heiji. Về Hakuba, cậu này có thành tích xử lý hơn 500 vụ án lớn nhỏ trong thời gian ở Nhật Bản. Khả năng suy luận được cậu ta tự cho là không thua kém Shinichi và Heiji, thậm chí còn hơn. Bây giờ tớ sẽ giải thích vì lý do tại sao những thám tử trung học tài ba này lại không lên được hạng S, đó là về hạn chế kinh nghiệm. Khi xem phim, chúng ta thường bắt gặp các anh chàng thám tử trẻ phải bất chợt suy nghĩ lại, nhưng không phải, không đúng, mình đã sai rồi sao? Đây là những khoảnh khắc họ nhận ra mình vô tình bỏ qua một chi tiết nhỏ tác động đến kết quả suy luận. Điều này một phần là do nhiệt huyết còn quá cháy bỏng. Như Heiji, mỗi khi có vụ án khó, cậu không thể giấu nổi sự phấn khích. Chính cảm xúc đó đã khiến các ông chồng quốc dân này hấp tấp, bỏ sót chi tiết quan trọng khiến phần suy luận lệch hướng. Trong vụ án đầu tiên Shinichi và Heiji đụng độ, vụ án giết nhà ngoại giao, Heiji thậm chí còn kết tội oan, một sai lầm lớn đối với thám tử. Về suy luận sai khiến quá trình phá án bị chậm lại, từ đó giúp cho một số vụ án giết người hàng loạt, hung thủ có thể đạt được đến 80%, 90% kế hoạch, nhiều người thiệt mạng vì không kịp ngăn cản. Cuối cùng là cấp độ vô địch, tôi sẽ gọi hạng này là hội những ông bố thiên tài. Hãy xem danh sách đại diện nào: Yusaku Kudo, Tsutomu Akai, Heizo Hattori, Toichi Kuroba và Ram. Đây là những người thể hiện khả năng vượt trội trong suy luận, chiến lược và thao túng. Tôi sẽ phân tích từng người vì họ xứng đáng. Yusaku Kudo. Tớ rất ngưỡng mộ Yusaku Kudo vì ông là một trong những nhân vật thông minh và tài năng nhất bộ truyện, là một tiểu thuyết gia bí ẩn nổi tiếng, chuyên viết về các vụ án hình sự. Ông cũng là một thám tử xuất sắc, có khả năng giải quyết những vụ án khó nhất mà cảnh sát hay thám tử khác bó tay. Tớ xếp ông vào cấp S vì ông đã chứng minh trí tuệ và kỹ năng suy luận của mình qua nhiều vụ án phức tạp và khó khăn nhất. Vụ án giết người liên tiếp ở tập 96 là một ví dụ. Ông luôn tìm ra hung thủ, động cơ và phương pháp giết người một cách chính xác và nhanh chóng, thậm chí còn chỉnh đốn cả suy luận của Shinichi. Không chỉ vậy, ông còn vượt qua tổ chức áo đen trong một số trường hợp, như bằng cách giả chết để thoát khỏi sự truy đuổi của chúng, vạch trần sự cải trang của Vermouth, gửi tin nhắn được mã hóa cho Conan để giúp con trai đối phó với tổ chức. Ông cũng là một trong những người biết rõ bí mật về APTX-4869, luôn luôn bảo vệ Conan và Haibara khỏi nguy hiểm. Ngoài ra, ông còn tạo ra một số phương pháp và chiến lược độc đáo sáng tạo nhất, như sử dụng tiểu thuyết của mình làm manh mối, dẫn dắt Conan và các thám tử khác giải quyết những vụ án, hay cải trang thành nhân vật một cách tinh vi. Cuối cùng, ông là nguồn cảm hứng to lớn cho nhiều thám tử trẻ tuổi. Riêng lý do này đã khiến cho vị trí hạng S của ông Yusaku trở nên xứng đáng. Một signature khá hay ho của ông Yusaku đó là biệt tài phán chỉ qua lời kể hoặc đọc báo. Cái này thì hiếm ai qua nổi rồi, không ít lần chúng ta được thấy ông Yusaku phán mà không cần đến hiện trường. Một trong những pha phá án thú vị nhất của ông Yusaku lại mang đến biệt danh nữ thám tử cho cô vợ Yukiko khi bà Yukiko trên sóng truyền hình toàn quốc.
chị đọc lại nguyên si những suy luận của ông chồng lúc đọc báo, thế mà bắt được hung thủ luôn. Tsutomu Akai. Tsutomu Akai là cha của ba người con tài năng Shuichi Akai, Shukichi Haneda và Masumi Sera. Ông cũng là một cựu đầu vụ MI6, người đã biến mất khỏi thế giới 17 năm trước khi bị tổ chức áo đen tấn công sau vụ án mạng của Koji Haneda và Amanda Hughes. Ông ấy đã làm được những điều phi thường như thâm nhập vào tổ chức áo đen và lấy được thông tin quan trọng về hai nhân vật chủ chốt, ông trùm Renya Karasuma và Ram, chỉ huy thứ hai của tổ chức. Ông ấy cũng đã sống sót sau khi bị tổ chức áo đen ám sát và giả chết để lừa bọn chúng. Ông đã để lại một xác chết giả mạo và một lời nhắn hấp hối, nói rằng mình đã bị bọn chúng bắt cóc và tra tấn để lấy thông tin. Ngoài ra, ông Tsutomu còn liên lạc với vợ mình là Mary Sera, người cũng bị tổ chức áo đen tấn công và thu nhỏ kích thước. Ông đã cảnh báo bà ấy về sự nguy hiểm của tổ chức, yêu cầu đưa các con đến Nhật Bản và che giấu danh tính của chúng. Cuối cùng, ông còn truyền cảm hứng và động viên các con mình trở thành những cá nhân có kỹ năng và có ảnh hưởng trong các lĩnh vực. Chẳng hạn như Shuichi là đặc vụ FBI, Shukichi là nhà vô địch shogi và Masumi là thám tử trung học, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Heizo Hattori. Heizo Hattori là một trong những nhân vật thông minh nhất trong thám tử lừng danh Conan, vì ông thể hiện được kỹ năng suy luận, khả năng quan sát và khả năng lãnh đạo cảnh sát đặc biệt của mình trong một số vụ án. Ông Heizo là sĩ quan cấp cao nhất của sở cảnh sát tỉnh Osaka, được đồng nghiệp và cấp dưới kính trọng. Ông đã giải quyết các vụ án mà không cần có mặt tại hiện trường, trước cả con trai Heiji và tốc độ ngang ngửa Yusaku Kudo. Ở một ví dụ tiêu biểu trong việc thể hiện trí tuệ của ông Heizo là vụ án bí mật kép ở Osaka, nơi ông nghĩ ra kế hoạch lừa thủ phạm và tay sai của hắn vào trong, đồng thời tiết lộ thông điệp ẩn giấu trong cuộn giấy dẫn đến vị trí kho báu của Toyotomi Hideyoshi. Một vụ án khác làm nổi bật kỹ năng của ông Heizo là vụ án giết người Yuki Onna hay vụ án trên núi tuyết, nơi ông giải quyết vụ án mà không hề có mặt tại hiện trường. Tài năng không thua kém Yusaku Kudo, người được coi là một trong những thám tử giỏi nhất thế giới. Heizo lắng nghe chi tiết vụ án qua điện thoại và đưa ra gợi ý cho con trai lo liệu. Heizo xác định chính xác thủ thuật dùng để tạo ra ảnh về một người phụ nữ tuyết. Thậm chí tôi có cảm tưởng ông ấy còn đoán ra được cả hung thủ cơ. Tính cách của Heizo cũng phản ánh sự thông minh của ông ấy. Ông rất nghiêm túc và tận tâm với công việc, không tha thứ cho bất kỳ sai sót hay sự kém cỏi nào của cấp dưới. Ông cũng rất quan tâm và ủng hộ sự nghiệp thám tử trung học của con trai mình, đôi khi giúp cậu giải quyết những vụ án khó khăn. Vì những chi tiết đó, Heizo Hattori có thể được coi là một trong những nhân vật thông minh nhất thám tử lừng danh Conan. Dựa trên thành tích ấn tượng trong nhiều vụ án khác nhau, cấp bậc và danh tiếng cao trong lực lượng cảnh sát, cũng như những nét tính cách đáng ngưỡng mộ. Toichi Kuroba. Dù khá ít thông tin để bàn luận, nhưng tớ vẫn không thể để Kaito Kid đệ nhất nằm ngoài đại diện cho bậc S này được. Ông Toichi chính là Kid đời đầu, một tên siêu trộm chuyên đánh cắp đồ trang sức và các vật phẩm super luxury. Ông cũng là một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới, người đã biểu diễn những màn ảo thuật không tưởng trên những sân khấu lớn. Hẳn là phải có một trí thông minh đáng nể như thế nào mà có thể sáng tạo ra những trò ảo thuật đó. Và bộ óc thông minh đó đã giúp ông tạo ra những kế hoạch và thủ thuật khéo léo cho các vụ trộm của mình, cũng như thoát khỏi những tình huống nguy hiểm. Ông Toichi có thể đánh bại cảnh sát, kẻ thù và thậm chí cả những tên trộm đồng nghiệp bằng sự thông minh và xảo quyệt của mình, cụ thể là bà vợ Phantom Lady. Nói về tài nghệ thì cải trang và giả giọng là số 1. Ông đã dạy các kỹ năng của mình cho con trai Kaito, người kế thừa danh hiệu Kaito Kid sau khi ông qua đời. Đồng thời, ông cũng là thầy của Yukiko và Sharin, về sau đều là những người khét tiếng về thuật cải trang. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong series, ông Toichi mới chỉ chính thức thua ông Yusaku một lần duy nhất, cũng vì lần đó mà cả hai trở thành đối thủ của nhau. Cái tên Kid cũng được ông Yusaku đặt cho siêu trộm từ vụ này sau khi đọc nhầm mã số 1412 trên báo. Ngoài ra, ông Toichi cũng liên quan đến viên đá Pandora, thứ được cho là liên quan đến tổ chức áo đen. Tóm lại, Toichi Kuroba là một trong những nhân vật thông minh nhất của thám tử lừng danh Conan khi ông thể hiện sự nhanh nhạy, sáng tạo và tinh danh của mình trong sự nghiệp kép, ảo thuật gia và siêu trộm. Ban lãnh đạo tổ chức áo đen. Nhờ ông Tsutomu Akai, các tổ chức an ninh đã có được những manh mối hiếm hoi đầu tiên về chủ tịch và phó chủ tịch của tổ chức áo đen, Karasuma Renia và Ram. Nếu nay thông tin về ông trùm, ngoài việc là một người siêu giàu ra, chúng ta không biết thêm điều gì quan trọng về người này nữa. Một tin đồn thú vị rằng ông ta có cơ thể bất tử vì thực chất cái tên đó đã tồn tại rất lâu. Tôi cho cái tên này vào hạng S làm đại diện vì rõ ràng thôi, ông ta là trùm tổ chức áo đen. Bộ não phải thế nào mới điều hành được một tổ chức đáng sợ như thế chứ? Người tớ muốn phân tích nhiều hơn là Ram. Dưới một người trên cả đống người, ông ta là một nhà lãnh đạo tàn nhẫn, không ngần ngại loại bỏ bất kỳ ai gây ra mối đe dọa cho tổ chức hoặc danh tính của mình. Ông ta có trực giác nhạy bén và một thiết bị thay đổi giọng nói, cho phép cải trang thành những người khác. Hiện tại ông ta đang đóng giả là một đầu bếp sushi có tên là Kanenori Wakita, khá thân thiết với ông Mori. Ram có đầu óc quan sát nhạy bén và khả năng suy luận tương đối tốt giống như Conan, thích sự bí ẩn từ khi còn nhỏ. Ông ta cũng có thể tẩy não Kurakao và bổ nhiệm cô làm cánh tay phải của mình. Ông có thể nhanh chóng tìm ra các bẫy chiến thuật đang được sử dụng để chống lại mình, cho phép thực hiện một cuộc phản công chiến lược và tận dụng tình hình để có lợi cho bản thân. Tóm lại, ông thông minh hơn Jin và là bậc thầy cải trang như Vermouth. Mắt trái của Ram sở hữu một thứ tương tự như trí nhớ nhiếp ảnh, cho phép ông ta ghi nhớ cử chỉ và thói quen của mọi người, nhờ đó giúp ông ta sử dụng thông tin thu thập được để tống tiền những tên tuổi lớn trong giới chính trị và tài chính nhằm giúp cho tổ chức phát triển mạnh hơn. Ram không chỉ đơn thuần là người truyền lệnh tới ông trùm, thậm chí có khá nhiều quyết định cho thấy chúng đều xuất phát từ ông ta, mà riêng việc được ông trùm tin tưởng giao cho vị trí phó chủ tịch cũng đủ chứng minh năng lực của con người đầy nguy hiểm này rồi đúng không nào?
và đó là bảng xếp hạng những bộ óc suy luận thông minh nhất trong thám tử lừng danh Conan theo các cấp độ. Ý kiến của các bạn thế nào? Hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé. Tôi rất muốn được tham khảo bảng xếp hạng của mọi người đấy. Nếu thấy video này hay, nhớ like và đăng ký channel anime để ủng hộ chúng tôi nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!